Hết thời chủ đầu tư bán bất động sản giá tương lai. Muốn bán được hàng phải bán theo giá trị thị trường, cơ hội cho người mua nhà giá tốt. Và đây là cái chủ đề mà Tùng muốn nói với anh chị trong video ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn một cái dự án cũng như là một chủ đầu tư hay top 1 ở Việt Nam chúng ta. Thời điểm hiện tại là khi mà họ muốn bán được hàng trong cái giai đoạn mà thị trường thứ cấp, nghĩa là các bạn bất động sản trên thị trường hiện tại bây giờ đang có sự sụt giảm về giá, và đặc biệt là các cái dự án của các chủ đầu tư lớn. Thời điểm hiện tại thì thị trường thứ cấp nó đã giảm rất là nhiều so với cái thị trường sơ cấp họ đã bán trong giai đoạn 2021-2022. Chính vì vậy mà các chủ đầu tư thời điểm hiện tại, nếu như họ muốn bán được hàng, bắt buộc họ phải bán theo cái giá thị trường. Và đây cũng sẽ là một cơ hội cho người mua nhà với cái giá thành tốt hơn. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong cái dự án này nha thưa anh chị. Đây là hình ảnh của một cái dự án tại khu vực quận 9 là Vinhome Grand Park. Và dự án này thời điểm hiện tại chúng ta đang thấy là đang rầm rộ lên bán một cái phân khu gọi là phân khu Glory Hay, nằm ngay tại khu vực này và nằm sát với trung tâm thương mại cũng như là công viên 36 hectare ở đây. Với một cái vị trí rất là trung tâm như thế, nhưng mà chủ đầu tư đã phải đưa ra một cái chính sách bán hàng cũng như là cái mức giá thành tốt hơn rất nhiều so với các cái phân khu trước đây nha thưa quý anh chị. Về cái vị trí của nó, nhìn tổng thể chúng ta có thể nhìn thấy ở khu vực này chính là Vincom này, và nằm sau sát với Vincom là phân khu Glory Hay mà chủ đầu tư đang mở bán trong tháng 6 tháng 7 năm nay, nằm sát với phân khu Beverly và cái công viên 36 hectare. Thì nếu mà nói ra thì đây là sẽ là cái khu vực mà có cái vị trí gần như là trung tâm nhất của cái dự án Vinhome Grand Park, với vị trí cực kỳ tốt luôn, tốt hơn rất là nhiều so với cái phân khu mà chủ đầu tư đã bán trước đây, ví dụ như là phân khu Rainbow hoặc là phân khu Origami. Vậy thì thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà cái giá thành bất động sản tại khu vực Vinhome Grand Park mặc dù vẫn có thanh khoản khá là tốt, nhưng mà giá trị bất động sản tại thị trường thứ cấp vẫn đang có dấu hiệu giảm, và đặc biệt là giảm khá là nhiều tại những cái phân khu có mức giá thành cao, ví dụ như phân khu Origami. Chính vì vậy mà chủ đầu tư trong cái giai đoạn này, khi mà họ bán cái phân khu mới là phân khu Glory Hay này, họ phải đưa ra một cái mức giá tốt hơn rất là nhiều để mà có thể thu hút được người mua nha quý anh chị. Vậy thì chi tiết sẽ như thế nào, như chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nha. Cái đợt hiện tại thì chủ đầu tư đã đưa ra khoảng 4 phương án thanh toán cho các loại bất động sản ở đây. Và phương án chính sách 1 thì chúng ta sẽ có chính sách là 2 năm nhận nhà, nghĩa là trong khoảng 2025 là anh chị sẽ nhận nhà. Sau đó mỗi tháng anh chị sẽ đóng 1,5%. Đấy, tương đương với 55%, sau đó là khi anh chị nhận nhà anh chị sẽ vào là 40%. 45% đến khi nhận nhà. Vậy có nghĩa là nếu ví dụ như anh chị mua một căn nhà có giá trị khoảng cỡ tầm 1 tỷ, 2 tỷ đi, thì anh chị sẽ cần khoảng cỡ 1 tỷ mốt cho 2 năm trước khi nhận nhà, và sau đó là chúng ta sẽ trả khoảng cỡ 95%, tương đương với khoảng cỡ 1 tỷ 9 để mà chúng ta nhận nhà trong cái giai đoạn là đầu giữa 2025. Thì riêng đối với những loại sản phẩm bên Glory Hay này thì chủ đầu tư sẽ bàn giao sớm nhất trong khoảng cuối 2024 nha quý anh chị, nghĩa là chỉ trong khoảng 1,5 năm nữa thôi. Đấy, về chính sách thứ hai của chủ đầu tư á, thì họ sẽ có một cái chương trình là chính sách là 3 năm để nhận nhà, nghĩa là anh chị cũng ban đầu trong tháng đầu tiên là cọc 50 triệu, sau đó chúng ta sẽ vào 10%. Rồi tiếp theo là nó sẽ nhẹ nhàng hơn cái phương án thứ nhất, đó là chúng ta trước đây là 1,5% mỗi tháng. Nghĩa là nếu như anh chị mua một căn 2 tỷ thì anh chị sẽ cần khoảng cỡ 30 triệu đồng mỗi tháng để đóng cho chủ đầu tư. Và cái này nó sẽ rất là tốt cho các anh chị nào hiện tại bây giờ đang có cái dòng tiền từ kinh doanh tốt, hoặc là anh chị có cái dòng tiền từ việc mà gửi tiết kiệm ngân hàng, thì chúng ta có thể trích ra một phần để chúng ta đóng cho những cái khoản để căn nhà này, và trong khoảng vài năm chúng ta sẽ có được một nửa của căn nhà rồi, đến lúc nhận nhà chúng ta sẽ đóng một phần còn lại. Đấy, thì nếu với chương trình 3 năm ấy thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với chương trình 1 năm. Là nếu 2 năm thì anh chị sẽ nhìn thấy rằng chính sách 1 là 2 năm thì anh chị sẽ vào 1,5% mỗi tháng. Còn cái này thì chỉ có 1% thôi, nghĩa là ví dụ như một căn 2 tỷ thì anh chị chỉ vào khoảng cỡ 20 triệu đồng mỗi tháng thôi. Thì dành cho anh chị nào mà muốn kéo dài cái thời gian thanh toán ra,
Đấy, thì anh chị sẽ chọn cái chính sách 2 này. Với cái chính sách thứ ba này thì chúng ta sẽ có cái gì? Với chính sách thứ ba này thì nó còn nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với chính sách 2 luôn. Đó là trong vòng một năm rưỡi đầu tiên anh chị chỉ vào có bao nhiêu ạ? 15% thôi thưa quý anh chị. Và đến lúc mà anh chị nhận nhà thì mình vào tổng mới chỉ có 25%. Nghĩa là một cái căn nhà, ví dụ anh chị mua 2 tỷ thì trong vòng một năm rưỡi nữa, nghĩa là đến cái cuối 2024 thì chúng ta chỉ vào khoảng 15%, thì tương đương với khoảng cỡ tầm 300 triệu là anh chị có thể mua được rồi. Đấy, và sau đó là cần khoảng cỡ 200 triệu nữa để anh chị nhận nhà, và sau đó là anh chị sẽ được hỗ trợ ngân hàng kéo thêm 70% trong vòng một năm không lãi suất. Đấy, và nghĩa là như chúng ta nhận bàn giao nhà thì chỉ với 25% mà thôi. Đấy, và chúng ta có hỗ trợ lãi suất cho đến thêm một năm nữa là đến tận 2025. Cuối 2025 thì anh chị mới phải thanh toán cái phần 70% này với ngân hàng. Thì anh chị có thể lưu ý là đối với chương trình này á, thì ngân hàng sẽ hỗ trợ là 70% khi anh chị nhận bàn giao nhà này, đấy, thời điểm ký hợp đồng mua bán, và dự kiến mà bàn giao nhà cho khách hàng sẽ là cuối 2024 nha. Chính sách 4 là một cái chính sách mà rất đặc biệt mà chủ đầu tư đã đưa ra trong cái giai đoạn này, nghĩa là thanh toán lên đến tận 7 năm thưa quý anh chị. Đấy, sau đầu tiên thì tất cả các chính sách đầu tiên thì anh chị sẽ để mà anh chị ký hợp đồng mua bán thì chúng ta đều sẽ cần 15%. Nhưng mà chủ đầu tư sẽ cho anh chị thanh toán trong vòng 3 năm với lãi suất là với cái mức thanh toán chỉ có 1% mỗi tháng, là tương đương là khoảng 40% tổng số tiền. Rồi sau đó anh chị nhận bàn giao nhà không cần phải thanh toán gì thêm, và sau tiếp theo là 4 năm sau đó thì anh chị mới phải thanh toán là 45% cuối cùng, gần như 45% để đủ 95% và cộng với 5% ra sổ trong vòng 4 năm sau luôn, với tổng thời gian mà anh chị sẽ thanh toán lên đến tận 7 năm. Thì tại sao là chủ đầu tư họ lại đưa ra những cái chính sách như thế này? Thì Tùng và các anh chị cùng mổ xẻ những cái chính sách này và ý đồ của chủ đầu tư như thế nào, và liệu nó có là những cái chính sách tốt để dành cho khách hàng hay không, và đặc biệt là các cái chủ đầu tư khác thì họ sẽ như thế nào để mà có thể bán được hàng trong vòng cuối, trong những cái quý 3, quý 4 năm nay, trong khi chúng ta thấy là quý 1, quý 2 là cái thị trường bất động sản của chúng ta trở nên rất là khó khăn. Thì đối với chính sách 4 thì anh chị có thể nhìn thấy này, cọc 50% một tháng sau 10% ký hợp đồng mua bán, sau đó đóng theo tiến độ trung bình là 1% mỗi tháng trong vòng 3 năm, thanh toán tiếp 45% khi mà bàn giao nhà, nhưng mà 45% này thì được ngân hàng hỗ trợ trong vòng 4 năm và 0% lãi suất. Nghĩa là chúng ta chỉ cần đóng là tổng là chúng ta chỉ cần đóng là 40% thôi. Đấy, đến khi mà anh chị nhận nhà thì anh chị cần phải đóng 40% trong vòng 3 năm, thì mỗi năm là tương đương với khoảng hơn 10%. Nếu ví dụ anh chị mua căn 2 tỷ thì trung bình như vậy thì anh chị sẽ cần là khoảng cỡ hơn 200 triệu một năm. Đấy, sau đó là đến tận 4 năm sau nữa thì chúng ta mới phải gánh cái số còn lại là 50%, khoảng 1 tỷ cuối cùng đấy. Thì đối với cái chương trình này thì nó cực kỳ nhẹ nhàng đối với các anh chị nào mà lo lắng việc là chúng ta không có nhiều tiền trong cái giai đoạn này và chúng ta sẽ vẫn muốn mua nhà, vẫn muốn sở hữu nhà tại cái thời điểm này hàng chủ đầu tư, thì đây là một chính sách mà có thể nói là rất là tuyệt vời mà chủ đầu tư họ đã nghĩ ra. Vậy thì các chính sách này nó có cái giá của cái căn hộ sẽ như thế nào? Thì bây giờ thời điểm này, tại sao đầu video này thì Tùng đang nói về câu chuyện là muốn bán bất động sản được hàng thì phải bán theo giá thị trường. Và hết thời mà chủ đầu tư bán bất động sản với cái giá trị của tương lai, nghĩa là giá cao hơn rất là nhiều, thì anh chị có thể thấy là với các cái chương trình thanh toán cực kỳ nhẹ nhàng như thế này, nhưng mà cái giá thành bán căn hộ của Glory Hay phía bên Vinhome thời điểm hiện tại họ đã đưa ra một cái chính sách Tùng có thể nói là khá là tốt luôn. Đấy, giá trị rất là tốt, bởi vì với một căn studio 30m² thì anh chị chỉ phải trả từ khoảng 1,5 tỷ. 1,5 tỷ này là theo phương án đầu tiên nha, phương án 1 là thanh toán trong vòng 2 năm đó. Thì tương đương với khoảng cỡ 50 triệu đồng trên 1 mét vuông. Thì thời điểm hiện tại nếu như anh chị mua studio mà giá rẻ nhất của Vinhome Grand Park thì nó sẽ dao động trong khoảng tầm 1 tỷ 2 đến 1 tỷ 3. Nghĩa là bên này nó sẽ cao hơn một chút xíu so với bên kia, nhưng được cái là vị trí của nó thì đẹp hơn rất là nhiều, và cái tiêu chuẩn bàn giao thì nó sẽ cao hơn một chút so với phía bên Rainbow và Origami. Rồi với cái bất động sản là 1+ thì nó chỉ dao động trong khoảng từ 1 tỷ 680 thôi.
1,68 tỷ nghĩa là tương đương với 36 triệu đồng trên một mét vuông. Rồi hai phòng ngủ thì nó chỉ tương đương với khoảng 38 triệu đồng trên một mét vuông thôi, thưa quý anh chị. Đấy, nghĩa là đối với riêng với hai dòng sản phẩm là mà một cộng với hai phòng ngủ này thì nó tương đương với giá trị thị trường thời điểm hiện tại anh chị đang mua tại các phân khu Rainbow hoặc là Origami, thậm chí là còn rẻ hơn nữa. Đấy, cho nên là nếu như áp dụng với cái chương trình này mà thanh toán trong khoảng 2 năm thì rõ ràng là chủ đầu tư đang cạnh tranh trực tiếp với cái thị trường chuyển nhượng hiện tại. Thay vì anh chị mua mới các loại sản phẩm như bên Rainbow hoặc là Origami thì anh chị hoàn toàn có thể mua bên Glory Hate. Đấy, nếu như anh chị cần nhà luôn thì anh chị sẽ mua Origami hoặc là Rainbow, nhưng mà đối với cái phân khu mà Glory Hay này thì anh chị được chậm trả trong vòng ít nhất là 2 năm. Vậy thì chúng ta hoàn toàn thấy rằng 2 năm nữa thì rõ ràng là những cái dòng này nó với vị trí như thế này và với cái mức giá thành như thế này thì nó có một cái lợi thế ưu thế cao hơn rất là nhiều so với các cái sản phẩm của Rainbow và Origami hiện tại đang giao dịch trên thị trường. Thì đó chính là cái điểm nhấn mà chủ đầu tư họ có thể bán được trong giai đoạn này, là thứ nhất là họ phải đưa ra những cái chính sách mà tốt hơn rất là nhiều. Hãy kéo dài thời gian thanh toán từ 2 năm cho đến khoảng 7 năm. Đấy, để cho khách hàng có nhiều thời gian hơn, dài kéo dài hơn để anh chị nhẹ nhàng hơn trong cái vấn đề về về mua bất động sản. Và đặc biệt là các anh chị nào mà mua ở thực ấy, thì Tùng thấy bây giờ là với chính sách như thế này thì rất là tốt, anh chị có thể mua nhà 2 năm nữa anh chị nhận nhà, 3 năm nữa anh chị nhận nhà, hoặc là chúng ta đến tận 7 năm thì chúng ta có thể thanh toán và chúng ta nhận nhà trong vòng khoảng từ 2 cho đến 3 năm nha thưa quý anh chị. Vậy cho nên là chúng ta có thể thấy rằng là thời điểm hiện tại chủ đầu tư ngoài những cái chương trình kéo dài cái thời gian thanh toán ra thì chủ đầu tư cũng có những cái mức giá cực kỳ tốt mà anh chị có thể mua được trong cái giai đoạn này. Đấy, đối với cái loại 2 cộng thì nó sẽ dao động trong khoảng từ 3 tỷ 19 tương đương khoảng 46 triệu, 3 phòng ngủ khoảng cỡ 48 triệu. Thế thì anh chị có thể thấy rằng là đây là những cái chính sách bán hàng mới nhất của dự án Vinhome Grand Park, và thị trường vừa qua thì đón nhận cái thông tin của Glory Hay rất là tốt, và tôi thấy là cũng có rất là nhiều các anh chị đã đặt mua những cái sản phẩm ở đây. Bởi vì với những chính sách bán hàng cũng như giá thành như thế này thì rõ ràng là nó khá là phù hợp. Đấy, và nói về mức giá thành của các bất động sản này thì hiện tại chủ đầu tư họ đi chiến lược rất là khác ngày xưa. Ngày xưa là họ sẽ đưa cái chính sách giá cao, sau đó là các cái chương trình khuyến mãi để giảm giá xuống. Thì thời điểm hiện tại họ sẽ đưa cái mức giá thực của bất động sản đưa cho các anh chị. Ví dụ như một căn khoảng cỡ tầm một phòng ngủ nó tương đương 1,68 tỷ thì nó sẽ tương đương với chính sách của chương trình chính sách 1, nghĩa là thanh toán trong vòng 2 năm. Và nếu giữa chính sách 1 và chính sách 2, nghĩa là thanh toán 2 năm và thanh toán 3 năm, thì nó sẽ chênh lệch nhau là 2%. Nghĩa là ví dụ như anh chị mua một căn 2 tỷ tại chương trình chính sách 1 thì nếu anh chọn chương trình chính sách 2 là thanh toán 3 năm thì anh chị sẽ thanh toán chênh lệch khoảng 2%, tương đương là khoảng cỡ tầm 40 triệu. Đấy, và tương đương như vậy thì chính sách 2 và chính sách 3, nghĩa là chính sách có hỗ trợ ngân hàng, là thanh toán ít 25%, sau đó là nhận nhà và sau đấy được hỗ trợ ngân hàng thì anh chị sẽ đóng cái phần chênh lệch là 9%. 9% này là chủ yếu đó là chính là cái tiền lãi ngân hàng mà chủ đầu tư hỗ trợ cho các anh chị đấy trong vòng 1 năm sau khi nhận bàn giao nhà. Và theo cái chính sách 4 thì nó sẽ chênh lệch khoảng cỡ 18% so với chính sách 2, có nghĩa là giữa chính sách 1 và chính sách 4 thì nó sẽ chênh lệch nhau khoảng cỡ tầm 20%. Nghe ví dụ anh chị mà mua một căn 2 tỷ với cái chính sách 2, chính sách 1 này á, thì nếu anh chị chọn chính sách 4 thì nó sẽ tương đương với khoảng 2 tỷ tư. 2 tỷ tư đó là hầu hết nó sẽ là cái gì ạ? Nó sẽ là một hỗ trợ lãi suất 45% này cho anh chị trong vòng 4 năm và không lãi suất này. Đấy, thì đây là cái lý do mà tại sao mà chủ đầu tư họ đưa ra những chính sách, đưa ra cái giá thành tốt cho các anh chị có thể thanh toán cũng như là sở hữu dễ dàng hơn một căn nhà tại Vinhome. Và Tùng tin rằng là các chủ đầu tư khác trong cuối năm nay họ cũng, vì nếu như họ muốn bán được hàng thì họ cũng phải đưa ra những cái chính sách hỗ trợ khách hàng trong việc thanh toán nhẹ nhàng hơn cũng như là kéo dài thời gian thanh toán hơn. Và đặc biệt là cái giá thành sơ cấp, nghĩa là giá thành mà chủ đầu tư bán ra
nó phải sát theo cái giá thị trường, đó là cái thị trường thứ cấp. Đấy, chính vì vậy mà chúng ta có thể thấy rằng là trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chủ đầu tư gần như là rất khó có thể bán được cái mức giá thành trong tương lai. Trước đây khi mà thị trường tốt ấy, thì hoàn toàn các chủ đầu tư có thể bán từ phân khu cũ, ví dụ ORI, sang phân khu mới gần hơn, vị trí tốt hơn, bàn giao cao cấp hơn, thì họ sẽ đẩy mức giá thành bất động sản cao hơn. Nhưng mà thời điểm hiện tại khi mà giá thành thị trường thứ cấp nó đi xuống thì bắt buộc chủ đầu tư bán sơ cấp cũng phải điều chỉnh cho phù hợp với thị trường, cũng như là điều chỉnh những chính sách của họ cho phù hợp với thị trường hơn, để cho các anh chị là mua các hàng của chủ đầu tư thực sự anh chị có lời, thực sự anh chị có lợi ích từ cái việc mà mua được hàng của chủ đầu tư trong cái giai đoạn khó khăn này. Thì Tùng thấy rằng đây là một cái cơ hội để các anh chị có thể sở hữu nhà của các chủ đầu tư lớn uy tín với cái mức giá thành tốt hơn trước đây nhiều, cũng như là cái việc mà thanh toán nhẹ nhàng hơn, hướng tới cái việc mà có thể sở hữu được một cái căn nhà ở tại thành phố Sài Gòn, hoặc là một trong số những thành phố dự án những thành phố xung quanh Sài Gòn của chúng ta. Vậy thì cũng chúng ta hãy cùng kỳ vọng là từ giờ đến cho đến khoảng cỡ tầm cuối năm nay thì các chủ đầu tư khác cũng sẽ đưa ra những cái chương trình bán hàng tốt hơn, cũng như là giá thành tốt hơn, để anh chị có thể lựa chọn để sở hữu cho mình được một cái bất động sản nha, quý anh chị. Và đây là những cái thông tin mà Tùng muốn cập nhật với anh chị trong video ngày hôm nay về cái việc gọi là cái giá trị bất động sản thời điểm hiện tại thì các chủ đầu tư bán ra bắt buộc phải bán theo cái giá trị thị trường, cũng như là phải đưa ra những ưu thế tốt hơn so với thị trường bằng những cái lịch thanh toán dài hạn hơn. Và Tùng cũng rất là mong nhận được những cái chia sẻ đánh giá của các anh chị về những cái chương trình bán hàng như thế này, và những giá thành như thế này nhìn liệu đã phù hợp với thị trường hay chưa, hay là chủ đầu tư cần phải làm cái điều gì tốt hơn nữa. Thì rất mong nhận được những chia sẻ đánh giá comment của các anh chị nha. Và anh chị nào có nhu cầu sở hữu nhà tại Vinhome trong cái giai đoạn này thì anh chị có thể vui lòng liên hệ với Tùng để được Tùng hỗ trợ, cũng như là ủng hộ Tùng trong cái giai đoạn này nha. Cảm ơn quý vị và anh chị đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý vị và anh chị trong video clip lần sau.